Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài giọng ca dĩ vãng với cái lối đánh bolero, chạy bass và lead guitar theo yêu cầu của các bạn. Yêu cầu mình sẽ hướng dẫn bài này ha. Tấm tông la thứ nha. Rồi, đầu tiên dạo của nó nha các bạn coi nè. Câu dạo nó như thế này. La thứ đây thì mình sẽ đánh trong đây ha. Như vậy ha. Bây giờ mình sẽ đi vô từng từng câu một nha. Đầu tiên là câu đầu tiên ha. Mi là si đô đơ mi, có nghĩa là si đô đơ mi là một nhịp. Mi là si đô đơ mi. Mi là si đô đơ mi. Đầu tiên mình đánh nha. Mi là nè, đây là mi nè. Mi là si đô đơ mi. Các bạn nhớ là la si đô đơ mi là một nhịp, cho nên mình phải đánh tốc độ lẹ một chút ha. Mi là đạp chân xuống, rất là đạp chân xuống, và một nhịp tiếp theo là chúng ta phải đánh lẹ lên 4 nốt. Mi la si đô đơ mi, đại la thứ ha, đại la thứ. Mi la đô đơ mi là câu thứ hai. Hoặc là các bạn gãi xuống la thứ cũng được, cũng như nhau ha. Mi là đô đơi mi, fa mi đơi. Câu thứ ba là mi liếng, các bạn liếng hammer, liếng từ đất mi qua đất fa này. Nè, fa mi đơi là xuống đơi thứ, gãi tiếp đơi thứ này. Theo ha. Rồi, làm lại từ đầu tới đây nha. Câu 1. Fa mi đời, đời mi mi đô la. Đó ha. Mi la si đô đơ mi, các bạn nhớ đánh câu này thành lẹ lên nha. Mi la si đô đơ mi, la thứ mi chắc 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 chắc. Fa mi đời, đời mi mi đô la. Câu thứ nhất nè. Mi là si đô đơ mi, chắc 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 là thứ. Mi là đô đơ mi. Câu thứ hai. Rồi, và câu thứ ba. Mi vẫn là thứ. Fa mi đơ đơ thứ, đơ mi mi đô la. Rồi tiếp theo nha. Đánh cái bass trên phía trên này các bạn nha. Mi từ nó rơi kéo lên. Mi mi son son, mi mi son son, mi mi son son, son đồ mi son mi, son đồ mi son mi là thứ, là đồ đời đời thứ, đời đồ đời đồ mi. Đó là thêm tiếp theo nha. Nào mình tập được câu tiếp theo này. Nhắc lại nè, kéo nó rơi nó mi nè. Mi mi son son, mi mi son son, mi mi son son, son đồ này là nó là đây, si đây đồ nè. Son son đồ mi son mi son đồ mi son mi, là đồ đời đời đồ đời đồ mi là thứ.
nè. Bấm vô đây là son thang. Nhớ bật 7 nó thang lên ha, cho các bài hát nó sẽ có một chút thật là lạ, nó sẽ hay hơn ha. Đây là cái nốt bật 7 thang nha các bạn. Mi son thang la si. Mi son thang la si. Mi 7 bỏ vô. Si son la do si. Si son thang nè. La do si. Mi 7 nè. Làm mấy cái cuối nha. Mi la si đô đê mi la thứ. Mi la đô đê mi hoặc là thứ luôn các bạn. Ba mi pha đê đê thứ đê mi mi đô là thứ. Mi đô mi son 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 đô mi son mi là thứ. Câu tiếp theo này. Mi son la thăng mi son la si. Si son thăng la đô si. La đô mi đời đời thứ. Đời đồ đời mi la thứ lại là hết bài. Dặn một cái. Rồi, chúng ta chuẩn bị vô hát ha. Rồi, làm lại nha. Từ đầu đến cuối luôn nha. Son thang la si, si son thang la đô si, la đô mi đời đời thứ, đời đồ đời mi la. Cầu bồi ở đây các bạn sẽ lót cầu bát ha, để vô thì khác nè. Son lá kéo lên liếng lên hả? La mi đời 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 đô si la. La la mi đời đồ đê đồ si la. La mi đời đồ đê đồ si la. Vô hát nè. Đấy. Ngày trước xưa luôn á. Không có lót vào đây à. Dặn một cái thôi không được. Ngày xưa là vô ha. Rồi ngày xưa là thứ mỗi lần là la thứ cũng được. Hoặc các bạn bấm vô đô chữ cũng được ha. Ngày xưa là thứ nè. Mỗi lần
À, các bạn đánh cái nốt này ha, nốt bass này cho nó hay. Trước mỗi lần em buồn tiếng hát, thì anh đó các bạn sẽ lót con này nha. Ngày xưa La Thứ đánh bô đô nha các bạn. Mình không nhắc lại cái vụ đánh bô đô nữa, các bạn cũng đã biết rồi ha. Bô đô các bạn đánh cách nào được hết, miễn là bô đô thôi ha. Ngày xưa mỗi lần La Thứ em buồn thiên hát là đội trưởng lót mà. Hát là đội trưởng thì chúng ta một nhịp sau là đánh liền. Lần em buồn thiên hát là si đô đời mi chạy. Hai câu bass nha. Buông tiếng hát, 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 đạp xuống đánh nè. Em buông tiếng hát là si đô đời mi. Mi, à, mi, mi xong lại đại xuống. Mi là một nhịp, một nè, đại xuống là hai. Mi, hai, bắt đầu dở lên chạy liền. Mi, pha thăng, mi, pha son là si đô. Mi sol la si re mi ha, mi fa sol la si re mi, rơi đồ rơi. Là ngay chữ rơi này, nốt rơi này là qua chữ thì anh, là anh ha, làm lại nha. Mình đọc cái câu bass thằng cho các bạn nắm này, mi nè, pha thăng nè, son nè, la si rơi mi rơi đồ rơi, mi fa sol la si rơi mi rơi đồ. Ngay qua cái câu thì anh hay với anh thế này, à, mình sẽ chốt lại những chỗ nào quan trọng là mình sẽ nắm, các bạn sẽ nắm và sẽ tập theo vô ngay chỗ cái lúc cái nhịp pháp nó ha. À, còn cái khi là ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát, hát là đô. Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát là từ La Thứ qua đô thì bỏ bát là si đô. Cái này các bạn học rồi, mình đã cũng làm nhiều clip về cái bát này rồi ha, không nhắc nữa. Hát 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 là chúng ta không đại xuống nữa, mình mất nhịp mình chạy bát nhiều. Hát đạp xuống đánh ha, hát là si đô, hát đạp xuống đánh nha. Hát là si đô đây mi đại, đã mi đại chạy thì anh ha, hát thì anh đã hát. Hát là một nhịp ngay nó mí à. Mi là một nhịp nè, đại xuống, đại là nhịp thứ hai, bắt đầu dở lên là chạy câu bass này, mi pha son pha thăng, mi pha son là si rơi mi rơi si đô rơi, thì anh à, nó hơi khó nha các bạn ha, làm lại nha. Ngày xưa mỗi lần em buồn tiếng hát. Pha son là si rơi mi rơi đồ anh là ngay trên rơi rơi anh tiếp theo nè. Tay phím là mi bảy, tay phím nắng nót cung đàn, lót câu này vào đàn là La Thứ à, tay phím là mi bảy này, nắng nót cung đàn La Thứ đó, rơi mi rơi đồ là sơn trưởng à. Còn các bạn nào muốn chạy câu này cũng được, tấn cung đàn rơi mi đô si là tấn ngài là tấn nhiêm nhăn khôn à, tấn nhiêm nhăn khôn là bát nè, là thứ này qua sơn trưởng thì bỏ bát mi pha son à, pha thăng nha. Nhịp nhạc khôn đã từng nhịp nhạc khôn ai du hồn theo tiếng thơ từ son
đôi trưởng thì chúng ta bỏ bát tiếp là si đô, tiếng thơ là đôi trưởng ha. Từng nhịp nhàng con ai du hồi theo tiếng thơ, nhẹ dịu lời ca. À, nhẹ dịu lời ca là qua đôi thứ chúng ta đi luôn. Rơi lên đây thứ đây luôn ha. Đấy, chúng ta sẽ đi bắt làm lại nha. Từng nhịp nhàng con ai du hồi theo tiếng thơ, nghe nhiều lời ca em thầm theo từng lúc. Làm 17 như lời ca em thăng trầm theo từng lúc. 17 đây không được, hoặc là các bạn sẽ bỏ 17 đây không được, tùy lời ca. Ngay khi mà vô đưa thứ trong ngăn này thì mình bỏ 17 đây, mình sử dụng 17 đây ha. Thăng trầm theo từng lúc và đôi tay ai, và sơn trưởng lúc và đôi tay ai. Theo mình đánh thì mình đánh dùng cái bass son này. Và đôi tay ai đó. Từ xí nè, biến thành nó xí nè, nó xí đây nó chủ đạo ha. Xí la son à. Xí la son à, à. Dùng bass nó ha. Theo từng lúc và đôi tay ai là son trưởng nha. Em hát sai là về 17 sai là đi tiếp bát son nè. Đúng lại là nha, là theo từng lúc và đôi tay ai mỗi lần em hát sai 17 nè. Từ em núng niu cười là xuống đôi thứ thì lúc này 17 mình sẽ chạy câu bát này. Sai em núng niu cười ha. Sai em núng niu cười, cười ở đôi thứ đang 17 ở đây. Các bạn sử dụng 17 ở đây thì các bạn chạy bát xuống đôi thứ đây. Chứ đừng chạy bát xuống đôi thứ đây cho nên khó mà nó mất các bạn sẽ ấn bấm nốt nó xa quá, cái quãng nó xa nên chạy nhanh thì nó bị dắt. Cho mình dùng 17 chạy cái này chạy dở ha. Rồi, lại nha. Chắc sai là 17 sai. Em sai. Em núng niu cười. Rồi chúng ta đọc nốt ha. Từ 17 nha, 17 chạy xuống đây thứ. Mi fa son la si đời, mi dán và thả xuống đời. Mi fa son la si đời, mi dán và đời ha. Sai sai 17 bỏ bát nữa. Sai đãi xuống là nhịp thứ hai, sai là một bùm bùm 17 nè, bùm là một, đãi xuống là nhịp thứ hai, hoặc là chạy này. Mì khoa thăng son là nhịp thứ ba, mì khoa son là si, mì khoa son là nhịp thứ ba, là si đơi mi là nhịp thứ tư, bắt đầu còn mi ở đây là quay lại nhịp thứ nhất để chúng ta hát chữ cười ha, cười đơi thứ đó thì nó rơi chính là vô phách đầu tiên, đó là cái nhịp nó phải vậy ha. Hát sai em núng niu cười đó. Sai em núng niu cười, nhớ nha cái nhịp nè. Sai là 17 nè, bỏ 17, sai là 1 nè, 1 đã xuống là nhịp thứ 2, bắt đầu dở lên là chúng ta mi fa son là qua nhịp thứ 3 đập xuống. Mi fa son là nhịp thứ 3 rồi. Rồi là si đê mi là nhịp thứ 4. Thì chúng ta còn lại là dở lên một nhịp tiếp tục nữa, chúng ta chỉ là đánh nhẹ, đánh giãn cách ra là nửa móc móc đơn. Mi và đạp xuống là rơi là nhịp thứ nhất, chúng ta vô ô nhịp đầu tiên là chữ cười. Hát sai
em núng niu cười, nói sai là tại anh à. Cười nói sai là mi bảy, nói sai là tại anh là thứ à. Rồi chúng ta sẽ chạy con anh. Luyến nha. Đó. Nhanh lên. Nít rơi. Bấm vô nó mì ha. Tay phải đánh một tiếng thôi, một lần thôi, còn tay trái thành hai tiếng. Này anh. Mi mi rơi đô si la sòn la. Si la sòn la. Đô si la sòn la. Mi rơi đô si la sòn la la chắc chắc. Cái con này chạy được, chạy qua điệp khúc luôn nha các bạn. La la. Sau khi chúng ta lót cái bát này, mi rơi đô si la sòn la chắc chắc. Nhưng là nghe qua điệp khúc thì chúng ta sẽ bấm vô cái nốt la ngay chữ nhưng luôn, thì chúng ta sẽ chuyển từ câu chạy này dẫn vô điệp khúc ha. La chát chát là nhịp thứ hai, la chát chát là hai, bắt đầu dở lên. La si do re mi sol la si do si la, la si do là nhịp thứ ba, la si do là nhịp thứ ba đúng không? Đầu re mi sol la là nhịp thứ tư, si do si la là quay lại phát thứ nhất của chữ nhân vô điệp khúc nữa đó. À, làm nữa nha. Em sai em núng niu cười, nói sai là tại anh. Những người mong đợi tương lai. Đấy, lại nha, vô điệp khúc nha. Chát chát si do re mi sol la si do si la. Đó. Cái câu này mình đã cũng chỉ cho các bạn rất là nhiều clip rồi ha. Bị áp dụng rất là nhiều ha. La si do re mi sol la si do si la là dương ngay chữ hát nhưng lắm. Nhưng bỏ vào pha trưởng liền. Nhưng la thứ không được. Nhưng mà bỏ pha trưởng cho nó sẽ thay đổi hợp âm ha. Nhưng em nuôi mong là la thứ. Nhưng em nuôi mong được bởi tương lai. Các bạn chạy là thứ không đây? Để làm gì? Để chạy cái câu nó lít theo đây. Lai la 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 si do re mi. Nhưng mà các bạn đánh câu này cho khéo, các bạn đánh như hát luôn. Tới lời mi là người ta hát là hoa dân hoa. Của tương lai hoa mai à, hoa mai là ngày nữa hát chữ hoa nè ha, hoa mai dâng ngập đó ha. Nhưng em nuôi mong ước đời tương lai hoa mai dâng ngập đấy. Thì chúng ta điệp khúc chúng ta sẽ mình đã hướng dẫn mấy clip trước ha, cách đánh điệp khúc nhồi bát. Các bạn nào không đi bass đi gì hết cứ đánh bình thường thế này. Nhưng em nuôi mong được bởi tương lai hoa mai dâng ngập nẻo đường em đi, rồi em đành trôi tiếng chào hò từ ly là tiếng thét đau lòng sầu đơn lối đó. Các bạn nào không đánh bass, không chạy bass, không chạy câu lead thì chúng ta sẽ sử dụng cái điệp khúc này từ đầu đến cuối luôn ha. Nó đi liên tục. Go!
các bạn ha. Nhưng em nuôi mong ước đời tương lai, họ mai dân âm nèo thương em đi. Để đưa em đi là đưa thứ nha. Đi rồi em tâm chối là tiếng tiếng đành chối là tiếng lên là thứ chối giao mơ. Từ ly là tiếng thét là đôi trưởng đau lòng sầu đơn lôi 17 lôi là bắt qua điệp khúc đoạn 2 lôi tấn công này si đô si la son la si đô si la son à. Lôi đó là chữ A là thứ tiếp. Si do si la son ai đang say lòng à. Si do si là buông đà son lại này là kéo lên đây luôn để vào được là thứ trong đây ha. Lôi ai đang say lòng ghét vàng cao sang ai đang cung nhạc tiếng đàn chéo. Cùng là em thích xí lót à, chạy con lít với tí tí đó, mấy cái bánh công đạo được hết miễn sao là la thứ thôi, giờ la thứ thôi. Câu này các bạn tự bỏ vào ha. Với tí được hết, có nghĩa là các bạn tự bỏ câu này nha. Với tim đó cũng được ha. Rời mi đời là rời mi đồ si là dằn một cái đờ qua đoạn thứ ba. Giờ đây mỗi lần nha, buông tiếng hát đồ đời mi nứt xón nứt lá liếng qua đồ đời mi xón lá xón mi đời mi xón là xón lá kéo qua giờ đây đoạn ba mỗi lần so la mi đời mi bao nhiêu 17 mi đại xuống 17 trong đây các bạn đại xuống à mi mi hai mi hai chạy thì ai đại chạy câu ra nha mi đại nè mi một đại là hai mi son thang la là nhịp thứ ba. Đọc câu này cho các bạn ngắm nè. Mi son la si đô đời mi đô đời đời thứ đây. Giờ đây mỗi lần em buồn tiếng hát thì ai à, mi bảy lại xuống nè. Mi son la si đô đời mi đô đời mi son la là nhịp thứ ba rồi si đô đời mi từ đầu dở lên là đồ đạp xuống rơi là ngay chữ thì ai chữ ai ai à, lại nha dở đây mỗi lần em buông tiếng hát thì ai tay phim nắng có trung đàn thì ai tay phim đi
bảy nắng non cùng đàn. Cũng câu bình thường thôi, rơi mi đô si là tiếng đồng. Con ai sẽ chịu theo tiếng em ơi nha hồi nãy ha. Đừng nhìn nhận con son trưởng ai sẽ chịu theo tiếng em đâu trưởng. Và lời yêu em nay đôi thứ em nay còn như ngày trước là thứ. Và rồi tay ai son trưởng à ai mỗi lần em hát sai mi bảy à, hát sai cùng lớn dây chung là đôi thứ là cái mi bảy đây các bạn muốn chạy xuống đôi thứ cũng được. Sai cùng lớn dây chung đấy sai là chung mấy ai đàn đứng sai. Đấy. Rồi cái câu cuối cùng là các bạn tự bỏ vô ha, câu nào được hết tự mình sáng tạo ra ha, cái nào được hết dễ mà ha. Ai đàn đứng lời dây chung mấy ai đàn đứng sai nào được hết ha. Nhiều câu lắm ha, miễn là sao vậy lớn la thôi. Đừng sai. À, nhiều cách đánh ha. Vô cách nào được hết, không ai nói mình là không hay đâu ha, tự mình thì mình bỏ vô ha. Rồi lại nha, tung lưới gì mấy ai đàn đừng sai. Rồi qua phần dân tấu nha các bạn, cái phần dân tấu nó hơi khó nè. Dân tấu các bạn cũng thể là đánh lại một đoạn trong đó cũng được, đoạn đầu để vô điệp khúc các bạn xử lý hợp âm. Mình hoặc là các bạn sẽ dùng cái câu lít, rồi có nhiều bạn yêu cầu mình sẽ chỉ câu lít, mình đã thường đã đánh bài này trước rồi thì mình chỉ câu lít đó ha. Lỡ dây thấy ai đang đứng sai, các bạn này rút này. Thì chúng ta sẽ chạy con thứ nhất nha. Chung mấy ai đàn đứng sai, các bạn anh rơi mi đồ xì là kết thúc được cái câu lót bass, xong rồi cái kéo nha, kéo đây mình hơi con này vô đánh nha, để chạy cái thế là thứ nha. Rơi mi đồ xì là kéo rời dập vô ngón đây là nó mi nè, là xì đồ rơi mi nè, thấy chưa, đây là nó son thăng à, rơi mi ta thì đây son này, son thăng đây, mi son la xì đồ ha, mình đọc nó cho các bạn nắm trước ha. Mi son la các bạn tính từ ngang năm lên này là si đô, là ngang năm nè, si nè, đô nè, rơi nè,
Mi nè. Rồi dưới đây cũng vậy ha. Rồi mi pha nè, thì đây là son nè, thì son thăng này nha. La nè, mi son la. À. Mi son la là nhịp thứ 3. Rồi mi đô si la. La la à, là mi son la nè. Đạp xuống nè, mi son la si đô rơi. Mi son la si đô rơi mi pha. À. Si đô rơi mi pha son la si. Đó là si vậy, chúng ta sẽ tới đây thôi ha. Rơi mi đô si la mi son la si đô rơi mi pha son la si. À. Nào các bạn đi chạy một đôi nha. Mi son la nè, mi son la si đô rơi mi pha son la si nè. Mi son la là nhịp xuống à, ngắn là mi son la si đô rơi mi. La si đô rơi mi là nhịp tiếp theo. Và mi pha son la si đạp xuống nó si. Rồi các bạn sẽ kéo nốt à, mi này lướt về con nó son. Son à, son pha mi mi. À rơi pha pha. À mi đồ đồ đô trưởng. Đảm bảo nha. Son khoa mi mi rơi đồ đồ đô trưởng đô. Rơi rơi kéo từ nốt đô nó rơi. Rơi 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 mi khoa mi là là. Mi là thứ. Rơi rơi đô si. Rơi rơi đô si là si, đô pha mi. Rơi rơi đô si là si, đô pha mi. Pha mi, rơi mi, pha, rơi pha mi, pha, rơi pha mi. Tiếp theo nha. Mi đô, rơi đô si là si pha mi. Câu tiếp theo nè. Mì mí. Mì mí mí rơi rơi khóa. À, mì mí mí rơi rơi. Nó phá này, đẩy lên. Rơi mí. À, mì mí mí rơi rơi khóa. Là rơi. Giờ thử. Rồi chạy câu đây nhanh lên. Là khóa là mi là khóa là mi là rơi đô xì là đô xì. À. So thằng si là hết. Lại nha. La si do mi son la si do mi la do si la.
lại chính là nhưng. À, nhưng em đưa mộng là vô điệp khúc lại nha. Từ đầu sao có đến đó nha. Cùng sai cùng lỡ dày trùng, mấy ai đang đứng sai. Không giống như cái đoạn đoạn đầu mình đã hướng dẫn rồi, đây lặp lại thôi. Rồi quen tôi qua đoạn kết. À đoạn kết nha. Giống như lúc đầu thôi ha. Có một một chỗ ở đây chúng ta sẽ chạy câu này. Giờ mỗi lần em buồn tiếng hát thì ai hay thấy nắng thiên cùng đàn. Đấy, các bạn à, đàn đô kẹp vô đô mì à, kéo xuống nửa cung đàn đô mì à nó mi dán ha, đô mì dán. Rồi tiếp tục là kéo xuống, tiếp là si rời đàn. À rời rồi đầu đánh lại nha. Thứ đời mi khoa
thằng son cho thằng lá 17 mấy ai đàn đừng sai. Là câu kết bài nha, cũng lỡ cái cùng mấy ai đàn đừng sai qua rồi tay ai những lòng em hắn sai cùng lỡ dây chung mấy ai đàn đừng sai qua rồi tay ai mỗi lần em hắn sai cùng lỡ dây chung mấy ai chung 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 mấy ai đàn đừng sai mi mi đời mi đôi khi là thì đố phà đô si là si đô khoa khoa mi chạy con lên nhanh nè khoa mi đời đô si sòn thằng khoa mi đời đô si sòn si đô đời mi đô si là khoa mi đời đô si sòn thằng nha khoa mi đời đô si sòn thằng là si đô đời mi đô si là mi đời đôi đô si là à, nhịp nó ha. Nhưng đọc chút này mi mi đời mi là nhịp thứ ba nè mi mi đời mi là ba nè mi đời mi đã là xuống là thứ xuống gãi là một nhịp từ đô si là một nhịp đô si là nhịp đầu tiên đô si là si đô phà là nhịp thứ ba và đưa thứ gãi xuống là nhịp thứ tư nhịp đầu tiên đã chạy này phá mi đời đô si phá mi đời đô si là nhịp thứ hai phá mi đời đô si phá mi đơ đô si sòn si đô rơi là nhịp thứ ba mi đô phá mi đơ đô si sòn si đô rơi là nhịp thứ ba mi đô nhịp thứ tư và si là một đã xuống là hai mi đơi đô đô si là hết bài ha. Ok thì chúng ta sẽ lại xong bài này rồi nha. Chúc các bạn tập bài này tốt để đàn cho hay, chủ yếu là luyện cái câu chạy bass và câu lead cho nó tay mình nó dẻo và để tập bài khác thôi. Rồi bạn nào cảm thấy bài chia sẻ mình hướng dẫn chia sẻ cái bài này có bổ ích thì chúng ta sẽ chia sẻ về để tập cho nhiều người cùng biết và tập thêm ha. Rồi hẹn các bạn video clip sau nha. Cô ủng hộ cho mình, đăng ký kênh cho mình của mình để mình có động lực mình tiếp ra những video bổ ích cho các bạn, cho những người nào đam mê môn guitar này. Rồi cảm ơn các bạn, thank you. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha.